cái điều mà chúng ta đã trải qua tại đây, những kỷ niệm, những giá trị mà chúng ta đã chia sẻ thì sẽ luôn ở trong tâm trí và trái tim của các bạn. Và cô tin rằng các bạn sẽ làm được mọi điều mình mong muốn bằng niềm tin, bằng sự kiên định và bằng cách làm việc chăm chỉ. Và hãy nhớ rằng những khó khăn, những thử thách ngoài kia sẽ là những cơ hội để các bạn có thể học tập và phát triển.